Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của bình luận. Một ví dụ của bình luận là gì? Khi một phát thanh viên góp tường thuật, một giải đấu góp lớn, mô tả từng cú đánh của người chơi và nói về điểm số của anh ta. Đây là một ví dụ về bình luận. Khi có một đoạn phim của một đạo diễn DVD đi kèm với đạo diễn giải thích về lựa chọn của mình, lời giải thích này là một ví dụ về bình luận. Mục đích của bình luận là gì? Bình luận các phương tiện cung cấp bình luận về ngôn ngữ của văn bản, bao gồm các ghi chú và phê bình văn bản, cú pháp và chữ ngữ nghĩa, và phân tích các biện pháp tu từ, văn học và phong cách. Mục đích là để loại bỏ, giảm bớt hoặc chỉ ra những trở ngại ngôn ngữ để đọc và hiểu thách. Một bình luận được sử dụng để làm gì? Một bài luận hoặc luận văn giải thích, một bài bình luận về một vở kịch, bình luận của Blackstone về pháp luật, bất cứ điều gì phục vụ để minh họa một điểm, nhắc nhở trận ra các làm gương, đặc biệt trong trường hợp không may. Tỷ lệ bỏ học là một bình luận buồn trên hệ thống trường học của chúng ta. Một câu bình luận là gì? Một câu bình luận là một loại câu mà bạn, người viết, viết rằng nhận xét về các sự kiện được trình bày trong một câu trước đó hoặc trước đó trong một đoạn đó. Câu bình luận cho phép bạn, người viết đưa ra một số ý kiến, phân tích và giải thích sự thật của bạn. Tại sao bình luận là quan trọng? Viết bình luận là tư duy cao hơn. Đó là tầm quan trọng, mục đích của nó trong một bài luận là để đem lại cho bạn sự tự do về những gì bạn sẽ nói hoặc viết và cung cấp cho độc giả những cách để làm cho cảm giác về bản thân trên bài luận của bạn. Họ cảm thấy và có thể bóc về điều đó. Bạn hiểu gì về một bài bình luận? Định nghĩa của bình luận là thảo luận về ý kiến về một cái gì đó đang diễn ra, hoặc một tài khoản được nói về một sự kiện nào đó đang diễn ra, hoặc một tập hợp các ghi chú hoặc giải thích về một cái gì đó. Khi một chuyên gia chính trị đang thảo luận về việc bỏ phiếu của Tổng thống về một dự luật mới, đây là một ví dụ về bình luận chính trị. Một bình luận sùng kính là gì? Nó kết hợp các giải thích của thánh được cung cấp bởi các truyền thống bình luận với nguyện cái nhìn sâu vào ý nghĩa cá nhân của lời Chúa cho cuộc sống của bạn. Nó cho phép bạn đi sâu hơn với Chúa bằng một nghiên cứu có hướng dẫn về toàn bộ kinh thánh trong một năm, trong các bài đọc hàng ngày có thể quản lý được. Một bình luận kinh thánh được sử dụng để làm gì? Những bình luận này tạo điều kiện cho việc sử dụng bổng quan trọng trong các ứng dụng thực tế mục vụ. Có hai lời bình luận cho mỗi đoạn kinh thánh, một đoạn văn bình luận và một đoạn đồng âm hoặc suy tư khác. Điều gì làm cho một bình luận tốt? Viết bình luận có nghĩa là đưa ra ý kiến, giải thích, hiểu biết, phân tích, giải thích, phản ứng cá nhân, đánh giá hoặc phản ánh của bạn về một chi tiết cụ thể trong một bài tiểu luận. Bạn đang bình luận về một điểm bạn đã đưa ra. Viết bình luận là tư duy cấp cao hơn. Viết bình luận đòi hỏi nỗ lực thêm. Bình luận lái xe có nghĩa là gì? Lái xe bình luận là một kỹ thuật, trong đó người lái xe ô tô học sinh nói về tất cả những quan sát, giải thích, đánh giá và ý định của anh ấy, cô ấy liên quan đến tình hình giao thông đã phát triển hoặc đang phát triển về anh ấy trong khi lái xe. Bình luận xã hội có nghĩa là gì? Bình luận xã hội là hành động sử dụng một biện pháp tu từ để cung cấp bình luận về các vấn đề trong xã hội. Điều này thường được thực hiện với ý tưởng thực hiện hoặc thúc đẩy thay đổi bằng cách thông báo cho người dân nói chung về một vấn đề nhất định và lôi cuốn ý thức công lý của mọi người. Làm thế nào để bạn kết thúc một bài bình luận? Kết thúc bình luận văn học bằng một kết thúc luận ngắn, gọn, củng cố những điểm chính của bạn về văn bản, thảo luận về sự liên quan của đoạn văn trong công việc lớn hơn, khôi phục ý tưởng chính của bạn về văn bản nhưng không thêm thông tin mới hoặc suy nghĩ mới về kết luận. Bình luận chính trị có nghĩa là gì? Phê bình chính trị còn được gọi là bình luận chính trị hoặc thảo luận chính trị, là phê bình cụ thể hoặc liên quan đến chính trị.
bao gồm các chính sách, chính trị gia, đảng chính trị và các loại chính phủ. Làm thế nào để bạn viết một bài bình luận văn học? Thứ nhất, giới thiệu, đặt đoạn văn vào ngữ cảnh, lập luận của nó một cách ngắn gọn trong một vài câu. Đừng dành quá nhiều thời gian để thảo luận về các vấn đề bên ngoài đoạn văn. Thứ hai, tổng quát, giới thiệu các chủ đề chính và các khía cạnh cấu trúc của đoạn văn. Thứ ba, phân tích chi tiết. Thứ bốn, phần kết luận. Nhớ subscribe để xem video kế tiếp. Cảm ơn.